tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa Thăng Quảng Ninh và Sông Lam Nghệ An tại giải bóng đá vô địch quốc gia World Cup 2017-2019 đã chính thức bắt đầu. Trong hiệp 1, Thăng Quảng Ninh trong bộ trang phục màu xanh truyền thống. Ở Quảng Ninh thì đội bóng Thăng Quảng Ninh đúng rồi, tấn tài không được. Đó là pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Và nó thuộc về đội bóng được đánh giá nhỉnh hơn Sông Lam Nghệ An. Trong lần được đá chính, cầu thủ được coi là thần đồng mới của Sông Lam Nghệ An ở những mùa giải trước, Hồ Tuấn Tài. Rất nguy hiểm, vẫn còn. Đánh nhau. Dứt điểm. Liên tiếp những pha uy hiếp khung thành của bóng đất bỏ. Anh Hào quãng thời gian đã phải tạm rời xa sân cỏ trong một thời gian tương đối dài. Ở câu lạc bộ bóng đá Thăng Quảng Ninh có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ áo số 3 Dương Anh Hào ra sân. Linh Hoàng rất nguy hiểm và vẩy bóng ngoài của Olaha. Rất hay. Các cặp dứt điểm. Rất nguy hiểm. Đã đập một cặp trong tình huống vừa rồi. Một phút lé xoáng của các cặp. Không còn phải bàn cãi gì nữa. Vừa rồi pha phối hợp giữa Olaha và các cặp là tình huống đáng chú ý nhất sau 75 phút của trận đấu giữa Thăng Quảng Ninh và Sông Lam Nghệ An. Cho Hồ Nam dẫn trước 1-0. Khắc Ngọc, Ngọc Toàn, dứt điểm. Pha đánh đầu không tốt của cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Thưa quý vị các bạn, như vậy trận tài chính, ông Hoàng Ngọc Hà đã đổi còi kết thúc trận thi đấu. Kết thúc trận đấu hai đội là câu lạc bộ bóng đá Thăng Quảng Ninh và câu lạc bộ bóng đá Sông Lam đã hòa nhau với tỷ số 0-0.